À, ví dụ chúng ta có một cái khối nhảy. Bây giờ anh sẽ làm một cái đá đã, anh cứ làm nó như bình thường thôi. Thì bây giờ cái anh cần đó là sẽ phải thêm lưới cho đối tượng này để có thể sử dụng được scoop. Bản chất của scoop đó là một hình có rất nhiều lưới. Thì để thêm lưới cho đối tượng này thì anh sẽ click vào đối tượng này, Control Tab, đổi nó sang là scoop mode hoặc là ấn vào Open Object này, ông lấy ra một cái là scoop mode. Bây giờ anh sẽ muốn là biến cái đối tượng này thành nhiều lưới bằng cách là sử dụng remesh. Đầu tiên anh sẽ click vào phần remesh này, anh tích vào công cụ hút này và hút vào cái đối tượng này. Thì cái số vert size của nó là 3,424. Thì cái thông số này càng thấp đó, thì cái đối tượng của chúng ta nó lại càng nhiều lưới. Sau khi chúng ta kéo xong, chúng ta ấn ở đây, giúp anh chọn, anh thường anh chọn là fix point volume remesh. Streamer. Được chưa? Và các bạn làm này nhanh này. Các bạn ấn Shift R. Shift R. Nhưng mà trước khi ấn Shift R thì cái hình của chúng ta nó đang bị biến dạng này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta còn cần phải Ctrl A. Chúng ta phải chuyển về Object Mode này. Sau khi chúng ta biến dạng đối tượng, chúng ta Ctrl A. All Transform. Sau đó chúng ta mới sang Scoop. Vì chúng ta extrude các thứ nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Chúng ta chọn đây. Chúng ta chọn không muốn tích cái này được, vì không tích vào cái công cụ hút này, giảm cái này xuống đâu đấy loanh quanh tầm S. Hình của chúng ta nó sẽ về cái dạng như này. Vì sao? Vì là sẽ có thêm lưới thì chúng ta sẽ phải chọn là fix point volume, ta remesh. Sẽ cần phải nhiều lưới hơn để hai đi. Tức là sao, nhưng mà ít lưới quá thì đối tượng của chúng ta nó bị co bẹt lại. Chúng ta phải có cần đủ số lượng lưới. 0.2 vẫn đang hơi ít, nó phải rơi không
0.01 2 0.02 yeah. À, thì nó vẫn cố định được hình này của mình. À, bây giờ chúng ta sẽ làm với cả một số công cụ cơ bản. Công cụ cơ bản đầu tiên của chúng ta bao gồm đó. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một cái để làm cái cạnh này cảm giác nó phát hơn, phát cái phần anh ấy sử dụng bút cơ bản anh ấy sử dụng cái này clay strip. Bản chất của nó là tạo ra những cái hình như này, cái hình nó vuông ấy, lồi lên. Các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ có một số phím tắt như sau. Phím tắt đầu tiên đó là bình thường chúng ta cầm chúng ta vẽ lên, các bạn muốn nét bút to lên chúng ta ấn phím F, phóng to nét bút lên, nét nó sẽ to lên. Shift F là độ mạnh và nhẹ của nét bút. Và một cái nữa là đảo ngược. Đảo ngược đó là gì? Đó là giữ Ctrl. Ctrl thì nó sẽ lõm xuống. Nếu bút đấy là bút lồi lên thì giữ Ctrl nó sẽ lõm xuống. Nếu bút đấy là bút lõm xuống thì giữ Ctrl nó sẽ lồi lên. Bản chất nó ngược lại thôi. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn cái bút này trước nha. Đây, strip này. Cho cái góc này nó phát định. Ctrl. Ở đây nhá, cái phần này này, cái strip này. Có một cái là radius thì biết rồi đúng không? To thu nhỏ bút này, độ mạnh cái bút này. Cái nữa ở đây là link. Cái thì nó sẽ theo kiểu là share cái độ mạnh này. Thế là khi các bạn đổi cái này bút ấy thì cái độ mạnh nhẹ nó giữ nguyên. Còn nếu như các bạn không tích vào đây thì khi các bạn đổi nét bút, độ mạnh nhẹ của nó sẽ thay đổi. Thì anh dùng Wacom nên là sorry, không không phải Wacom, anh dùng Huion nhưng mà gọi chung tử thì nhận những cái liên quan đến cái nét bút. Độ ấn. Anh sẽ đầu tiên là clay strip nhá. Các bạn có thể click chuột phải để bookmark nó vào trong phần favorite. Favorite thì anh cũng chỉ dùng mấy cái netbook cơ bản là anh thấy quan trọng luôn. Có rất nhiều netbook nhưng mà mình hay dùng netbook nào thường anh chỉ dùng cơ bản này thôi. Như kiểu các bạn, kiểu bạn nào mà biết là vẽ digital painting á thì nó rất nhiều netbook. Trăm hàng nghìn netbook nhưng mà chúng ta cũng chỉ sử dụng vài netbook cơ bản. Còn mấy cái kia chỉ là thêm thắt thôi. Hiểu được cái nguyên lý cơ bản đã. Nói thêm thắt để chúng ta biết là thêm netbook nào không là chọn. Rồi thì cái bút này Ctrl và nét lồi Ctrl. Anh thấy cái đối tượng của anh muốn nhiều lưới hơn, nó sắc cạnh hơn như vậy để anh vát đi nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta không cần phải ấn vào remesh nhé. Phím tắt của remesh đó là Shift R. Shift R khi các bạn kéo này, các bạn nhìn này bảng, chúng ta ấn Shift R. Shift R nó sẽ ra một cái bảng như này. Ta kéo, chúng ta thấy nhìn thấy cái lưới này. Ta nhìn thấy cái lưới này. Shift R kéo tiếp này. Ta càng để lưới nó thưa ra như này thì đối tượng của chúng ta nó càng ít lưới. Ta muốn tăng đối tượng lên thì nó không nhìn thấy lưới này, nghĩa là nó Ctrl R. Apply cái đó. Thế là anh đục luôn từ trước. Shift A này. Điều này. S1.
Control tab scoop mode. S cái này gõ luôn. Bao giờ cũng sẽ về tầm này 0.02. Anh có quay lại clip mà không lo đâu. Xem một lần ông tí về xem lại clip. Thì thế màn hình đây nè. Thấy chưa? Không ra anh quay lại clip. Tiếp nha. Rồi thì đó đây. Đấy thì anh cho cạnh nó sắp. Cái này thì không prefer máy bạn nào mà yếu quá thì cái lag các thứ nên không nên dùng cái scoop này quá nhiều nhé, bởi 0.1 là được. Thì 0.1, 0.2 đừng được kéo xuống thấp nữa. Thông số càng thấp thì cái hình của các em nó càng càng chi tiết nhưng mà càng nặng. Anh không muốn phải ấn nhiều lần như này, anh có thể tích vào dấu trừ. Anh có thể đổi cái màu này, etiquette này. Bởi vậy nó thẳng tắp thôi nhá, càng nó càng càng kiểu không 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 thẳng hàng bao nhiêu càng ấy.
Thì cái bản chất là khi mà chúng ta làm những cái scoop này thì bản chất nó vẫn là lưới, nên là khi mà chúng ta dùng những cái bút này, bản chất là chúng ta cũng đang di chuyển những cái lưới đó, cái điểm đó. Thì khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ bị dão, chúng ta cần Ctrl R ta fix lại cái điểm dão. Sau khi anh đi những cái nét rộng rồi. Draw sharp. Cái scope này mà sau này các em làm những cái đồ panic ấy. Ở đây các bạn có thể đổi nhé, ví dụ shop này nó đang là space này sang là line, cầm kéo thẳng một đường cách nhanh cần. Bản chất của những cái viên gạch này là họ phải xếp nó rất thẳng hàng.
Hãy đổi cái phone nó, cái shop này sang là Quay. Anh sẽ thêm một chút. Bây giờ anh đi mạnh quá nhé, phát cái như cái phần này thì anh có thể là anh bát vào trong trước. Và anh sẽ có bốn mặt. Masking. Đây. Đây. Anh sẽ ấn phím M là phím tắt của việc mask. Ctrl M nó sẽ là xóa đi nhé.
Đây là vùng không chọn, anh ấn Ctrl Y đảo ngược vùng chọn. Anh dùng một cái ở trong phần mesh. Anh chọn cái này là khi chuột ra khỏi khoảng trống nhé. Các bạn dùng chuột đang click chuột trái xong rồi kéo click vào. Phải thế. Sau để bỏ mask đi thì an ờ an. Thì anh đang kéo lưới rất là nhiều hay là anh muốn control lưới? Tạo ra nứt. Bản chất của một cái vết nứt ấy, vết nứt nó ở bề mặt nhé, cái vết nứt nó có sẽ có về đi vào trong kiểu nứt nhảy lắm. Nứt này trừ khi có gì tác động, còn qua thời gian mà vết nứt thì nó sau đó thì viên gạch như này, cái phần mà nứt ấy, bo thường bo viền này. Mài mòn ở những cái cạnh nó sắc ấy. Tạo những cái nó rất là flexible.
Anh ấn phím shift thì cái đấy nó sẽ thành smooth nhé. Smooth thì nó sẽ làm mất cái đường vân nó đi. Đó, sau đó bạn xem thì có thể tua nhanh đoạn này nhé. Đấy, để tỉa tốt thôi.
quét sâu vào. Anh cho R trước. Cho R trước để làm gì? Bởi vì anh đã kéo rất là nhiều các cái mảng miếng rồi. Điểm của nó. Anh chỉnh lại. Nhạc thì nó không làm những cái góc nhọn này nó có cảm giác nó tù đi, cảm giác là nó phát vào.
dạng những cái sắc thì nó kiểu những lớp vữa. Anh không tỉa nhiều nữa nhá, đấy đại khái thế. Chân này đi. Dưới đáy thì chả ai nhìn, dưới đáy cũng chả cần gì phải làm dưới đáy cả, mà làm phải khôn không phải cứ ngồi đi tỉa hết dưới đáy cũng chả điểm gì. Nhiều người rất chăm chỉ tỉa rất là chi tiết dưới đáy mà đi đâu.
Cộng bóp ấy, phát đi. Action bro. Để transform lại.
Đó. Kiểu dạng vậy là chúng ta dựng được một cái là một cái nhưng đại khái là nó sẽ sơ sước một chút, nó không kiểu như là nó mịn màng quá kiểu. Kiểu dạng thế thì thay vì việc là chúng ta có một cái hình nó cơ bản như này. Đất hơn nó bị hư hại nhiều. Đó, đấy là về về cái khối đá này nhá. Buổi sau anh sẽ dạy về người nhé, đầu người. Okay.